chào mừng quý vị và các bạn đang xem chương trình Veganic Beauty. Hôm nay Thanh Trúc và anh Đào xin được giới thiệu đến quý vị hai dòng sản phẩm của công ty Anashido. Sản phẩm đầu tiên sẽ là Anashido Complex Serum và sản phẩm thứ hai đó chính là Anashido Collagen Elastin Cream. Dạ, chị Trúc ơi, chị có thể nói thêm về như là collagen là gì không chị? Được chứ, thì như quý vị và các bạn đã từng nghe qua và nhất là chị em phụ nữ của chúng ta đã từng biết đến tác dụng và quan trọng của collagen dành cho da như thế nào. Thì hôm nay Thanh Trúc sơ lược một chút xíu về cái công dụng của collagen. Thì collagen nó là một loại protein, nó giúp các mô cơ liên kết lại với nhau. Thì khi mà các mô cơ của chúng ta liên kết lại á, nó giúp cho da của mình này giảm thiểu nếp nhăn, nám, tàn nhang, và ngoài ra nó làm cho da của chúng ta mịn màng hơn và săn chắc hơn nữa. Ngoài ra nó còn là một cái yếu tố rất là cần thiết ở trong cái quá trình mà sản sinh ra cái gọi là amino acid. Nó giúp cho da của chúng ta có độ co giãn và đàn hồi cao. Dạ, cho em thắc mắc một chút xíu là cái sản phẩm này là dùng cho mọi lứa tuổi hay là chỉ có người cao tuổi mới được dùng, hay là chị nói thêm về cái đó? Thực ra khi mà người phụ nữ của chúng ta khi mà tới một cái tuổi nào đó thì cái lượng collagen trong cơ thể của mình bắt đầu nó giảm đi, các hormone nó cũng thế, thì đây chính là lúc mà chúng ta cần phải có sự nâng đỡ lên, giống như là thuốc hoặc là cream, kem, những cái sản phẩm khác. Thì collagen nó đặc biệt một cái rằng là nó hợp với loại lứa tuổi vì cái sự lành tính của nó, cho nên rằng là anh Đào hoặc là Trúc là có thể là sử dụng được rồi. Thì không biết rằng là anh Đào có thể giới thiệu cho quý vị và các bạn ở đây biết thêm về thông tin sản phẩm đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay được không? Dạ, thì sản phẩm đầu tiên anh Đào xin được giới thiệu đến quý vị là Anashido Collagen Complex Serum, và sản phẩm này là nó có hàm lượng collagen rất là cao thưa chị. Nó là nhập từ châu Âu, Thụy Sĩ. Dạ, nó nhập từ bên châu Âu. Dạ. Và hình như là Thanh Trúc nghe nói rằng là ngoài cái hàm lượng collagen cao, cũng như là Trúc đã sơ lược qua về cái tác dụng của collagen, thì nó còn có những cái vitamin và những cái khoáng chất khác để giúp cho da mặt của chúng ta sáng, trắng mịn một cách tự nhiên hơn. Thì không biết rằng là Anashido Collagen của chúng ta là nó có dạng kem hay dạng lỏng như thế nào em nhỉ? Dạ, dạng serum của mình là dạng lỏng chị, nhưng mà nó vẫn còn hơi nó trong, dạng lỏng và nó hơi đặc đặc tí xíu. Xíu chứ không phải là lỏng giống như nước luôn mà nó hơi đặc đặc. Thì cái này á, là nó là có nhiều công dụng rất là tốt, đó là kích thích tế bào cho da, và nó đồng thời là nó kích thích luôn cái lượng collagen trên da của mình, lại tái tạo cái lượng collagen. Thì lúc mà phụ nữ mình mà lớn tuổi á, thì cái lượng collagen sẽ bị giảm đi và trên da mình sẽ xuất hiện rất là nhiều nếp nhăn, và cái collagen này là sẽ giúp cho giảm thiểu cái nếp nhăn đó, giảm giống như là mấy cái tàn nhang, vết nám nó cũng giảm dần đi. Thì theo như mà Thanh Trúc được biết á, là ngoài giống như là mình thường mình hay uống thuốc collagen để giúp cho cơ thể mình tái tạo hay là kích thích cái lượng sản xuất collagen của mình nó nhiều hơn, thì kem, serum nó cũng có tác dụng làm cho da mặt của chúng ta sản sinh ra collagen một cách tự nhiên, đúng không em? Dạ vâng. Thì không biết là hôm nay anh Đào có thể giới thiệu cho quý vị ở đây biết cách sử dụng serum của Anashido được không? Thì trước khi mình sử dụng tất cả loại skincare của mình là mình phải tẩy trang thật kỹ và mình phải rửa mặt hết trơn, giống như là để cho mấy cái hóa học nó bụi bặm, mấy cái bụi bặm trên giống như cả ngày của mình đi ngoài đường là mình phải rửa sạch hết. Và cái bước đầu tiên là mình sẽ dùng cái serum, và chị cho em mượn tay của chị xí ha. Thì cái serum của mình là dạng lỏng, cho nên gì một pump là vừa đủ rồi thưa quý vị. Thì Đào pump một pump ra đây. Và cái dạng này là dạng trong nhưng mà nó không có, nó hơi đặc một chút, đặc, như là nó đặc hơn nước một chút thôi. Nó là dạng lỏng và rất là trong như quý vị đã thấy ở đây. Thì không biết rằng là khi mà mình xoa lên trên mặt của mình thì mình như là mình lấy tay mình xoa lên hay là như thế nào? Dạ, serum của mình á là dạng lỏng thưa quý vị, cho nên lúc mà mình apply lên mặt á thì mình có thể giống như là vỗ nhẹ và mình tán đều lên mặt, vỗ nhẹ thôi. Chứ mình không có thoa. Mình vỗ nhẹ như vậy là để cho cái chất serum nó thẩm thấu vào trên da nó nhanh hơn, đúng không em? Dạ. Thì như Thanh Trúc là thấy ở đây thì đây như quý vị đã thấy là rất là lỏng và nó cũng mỏng rồi nha quý vị, nó không có bết lại, nó không có dính lại. Thì vì nó lỏng như thế này cho nên nó thẩm thấu vào da rất là nhanh. Thì khi mà quý vị rửa mặt rồi đó thì cái lỗ chân lông của chúng ta nó đã sạch rồi, thì khi quý vị đã apply cái này lên thì những cái đó nó hấp thụ hấp thụ những cái cách
những cái chất, chất tốt dinh dưỡng nhất đó. Đúng rồi, tốt nhất cho cái làn da của mình. Da rất là tốt quý vị. Ngoài ra Thanh Trúc còn muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn ngày hôm nay một loại kem cũng khá là đặc biệt, là Anashido Collagen Elastin Cream, thì được khuyến khích là kết hợp với serum và cream quý vị. Thì cái cream này nó có chức năng làm cho da của chúng ta có độ co giãn và đàn hồi cao, vì được như là nó sản sinh ra các amino acid mà giống như là Thanh Trúc vừa mới nói hồi nãy, để cho giúp cho da của chúng ta căng mịn ra và săn chắc hơn nữa. Ngoài ra nó làm cho da của chúng ta sáng hơn nữa nha. Sáng tự nhiên. Đúng rồi, sáng tự nhiên. Thì như quý vị thấy ở đây là Thanh Trúc một cái hộp rất là dễ thương đúng không? Màu hồng rất là đẹp, thì Thanh Trúc mở ra ở đây nhá. Là bộ này là được nhập từ châu Âu, cho nên rằng là người ta protect rất là kỹ. Như quý vị thấy ở đây là nó có một cái nắp nhỏ ở trên nữa. Thì hồi đó Thanh Trúc hay mua những loại kem, cũng có hay mua kem về, nhưng mà thường là mở cái nắp này ra là chỉ thấy kem, chứ nó không có một cái nắp đậy ở trên ở trên cái. Mà dù gì là mình phải có một cái lớp để bảo vệ cái kem. Đúng rồi, tại vì kem mình nếu mà để ngoài gió là nó sẽ khô lại và mấy cái dưỡng chất nó sẽ không tốt nữa. Đúng rồi, thì những người phụ nữ chúng ta hay make up rất là nhiều, nhiều lúc đi cả ngày bụi bặm ở ngoài nữa, cho nên rằng là khi mà chúng ta rửa mặt á, rửa mặt xong rồi thì lúc nó da nó rất là khô, thì Anashido Collagen Elastin Cream nó có chức năng là không những co giãn và làm co giãn cho da mặt của mình, mà nó còn làm dưỡng ẩm nữa, dưỡng ẩm vào dưỡng mình. Ẩm nó giữ cái độ ẩm của chúng ta rất là tốt nha quý vị. Thì đi kèm với cái bộ cream này nó có một cái như là giống như quý vị thấy ở đây, giống là một cái muỗng nhỏ, cái muỗng nhỏ. Quý vị có thể lấy một chút xíu, lấy một chút xíu, sau đó rằng là bôi lên ở những mọi nơi trên khuôn mặt của mình. Chị ơi, chị có thể thử lên tay em được chút chứ, xíu được chứ. Nha, nhưng mà một chút xíu ha. Ở đây là quý vị thấy đây là cream, nó đặc hơn một chút xíu và nó có màu trắng sáng. Nó giúp cho da chúng ta trắng hơn nữa, tại vì nó có cái chất làm cho trắng sáng da. Thì như anh Đào thấy là nó có bị dính lại không? Nó có bết lại không? Dạ, thì dạng kem của mình đó là nó rất là nhẹ. Em phải nói là nó rất là nhẹ. Đúng mà tha lên thì thấy là nó mịn và nó có cái mùi thơm rất là tự nhiên, vì, chứ nó không phải là nồng. Vì nhẹ như vậy cho nên là nói chung là để cho da của chúng ta một cách rất là tự nhiên ấy, nó không có bị dày. Và khi mà quý vị bôi lên, quý vị cảm giác như là quý vị chưa có bôi vậy đó, nhưng mà thực ra nó đã hấp thụ hết ở trên da rồi. Và rất là mịn màng nữa. Quý vị biết sao không? Những cái kem mà quý vị bôi lên á, mà quý vị thấy nó bết dính, khi chúng ta ngủ chúng ta hay xoay đầu qua xoay đầu lại trên gối, thì ở trên đó nó rất là nhiều bụi bẩn, cho nên rằng nó là sẽ bị nó dính, bị dính vào dính, thì cái kem này nó không có tạo cái chất dính đó, cho nên nó rất là tốt khi sử dụng. Nhưng mà đặc biệt là chúng ta nên sử dụng kết hợp giữa serum và cream. Là mình bôi serum trước đúng không em? Dạ vâng. Thì mình rửa mặt sạch sẽ là serum trước là cái bước đầu tiên, và bước thứ hai sẽ là kem dưỡng ẩm. Thì nếu quý vị kết hợp hai sản phẩm này lại thì quý vị sẽ có một làn da đẹp, săn chắc, sáng mịn. Không những thế, cream và serum nó còn giúp cho da mặt của chúng ta tái tạo cái sản sinh ra những cái collagen tự nhiên cho da đúng không em? Đúng rồi, giống như là mình đã có nói ngay lúc đầu, và nó làm cho da của chúng ta tạo ra những cái tế bào mới trắng mịn. Đúng rồi, trắng mịn nữa. Thì không biết là anh Đào có thể nói điều hấp dẫn nhất về cái bộ sản phẩm này, đó chính là promotion hiện tại chúng ta đang có đúng dạ đúng không? Thì hiện tại là nếu mà quý vị mua lẻ, một chai serum sẽ trị giá 75 đồng, và một lọ kem sẽ trị giá 65 đồng. Và hiện tại cái promotion công ty đang có là nếu quý vị mua hai, có nghĩa là một set của nó, là quý vị sẽ được tặng một, so buy two get one free. Và trị giá của bộ sản phẩm này sẽ là 130 đồng, và quý vị được nhận free shipping. Free shipping rất là nhiều ưu đãi cho quý vị. Như là anh Đào đã có giới thiệu là 75 đồng cho bộ serum và 65 đồng cho bộ cream, là đáng lẽ là 140, nhưng mà đã giảm xuống 10 đồng còn là 130 thôi. Ngoài ra nữa là free shipping này, và quý vị còn được tặng thêm một trong hai loại sản phẩm nếu quý vị muốn, như là serum hoặc là cream nha quý vị. Với nhiều ưu đãi như vậy, quý vị hãy gọi ngay vào số 1-866-904-7546 để có cho mình một bộ sản phẩm Anashido Collagen làm đẹp cho da.
Và ngoài ra, nếu quý vị và các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết và cần tư vấn về sản phẩm Anashido, một lần nữa xin hãy gọi vào số điện thoại 1866 904 7546. Thanh Trúc, anh Đào xin kính chào quý vị.